theo cái phần quang phổ ánh sáng thì chúng ta sẽ nghiên cứu vào các loại tia sáng, à, tức là chúng ta phân loại ánh sáng theo bước sóng. thì ở đây cái cái trục này là cái trục bước sóng này. những cái tia có bước sóng ngắn nhất này là, là tia gamma này, rồi tia x này, tia cực tím này đến vùng nhìn thấy là cái vùng mà từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet. để màu tím đây và màu đỏ đây. sau đấy thì đến vùng hồng ngoại rồi đến sóng radio vân vân. thì ở đây là các cái giải các cái giải bước sóng ứng với các cái loại tia thì chúng ta sẽ nghiên cứu tập trung vào tia nhị, cực tím này hay tia hồng ngoại rồi đây là có tia x nữa tia x tia cực tím và tia hồng ngoại đấy thì đầu tiên là tia hồng ngoại là gì tia hồng ngoại là một cái loại tia sáng mà có cái bước sóng mà nó nó dài hơn bước sóng của của tia màu đỏ đấy nó lên đến cỡ khoảng độ 1 cm thì cái nguồn phát ra tia hồng ngoại nó là mọi vật mọi vật có nhiệt độ lớn hơn 0 k nhưng em biết là trong thực tế nhé trong tự nhiên thì bất kỳ vật nào cũng phải có nhiệt độ lớn hơn không K. do đó tia hồng ngoại là do mọi vật phát ra, không có vật nào không phát ra tia hồng ngoại hết. nhưng mà như thế này, vì mọi vật đều phát ra tia hồng ngoại, cho nên một vật nó muốn phát cái tia hồng ngoại vào cái môi trường của nó, vào cái môi trường xung quanh thì buộc nhiệt độ của nó phải cao hơn nhiệt độ môi trường. đó là điều kiện. bản chất của tia hồng ngoại thì là những sóng điện tử có bước sóng 760 nanomet tới cỡ cm tức là dài hơn à, tia đỏ. và như vậy tần số nhỏ hơn, tức là cỡ 11 Hz cho đến khoảng 10 mũ 13 Hz đó là tần số, các em có thể tính đúng không? cái đó thầy đã hướng dẫn rồi và tính chất của tia hồng ngoại này thì tia hồng ngoại nó có tác dụng nhiệt rất mạnh, nó truyền đến đâu thì nó làm cho mình nóng lên đến đó đấy, tác dụng nhiệt rất mạnh. trên kem thấy một cái bếp cho mà nó tắt đi nhưng mà đi qua nó vẫn nóng vì nó bức xạ tia hồng ngoại. thứ hai nó có khả năng tác dụng lên kính ảnh, nó làm cho kính ảnh bị à, phản ứng và nó có khả năng ghi hình ảnh và thứ ba nó có thể biến điệu tín hiệu hồng ngoại cũng giống như các tín hiệu sóng điện từ khác thì ở đây là một cái nguồn phát hồng ngoại rất mạnh, một cái đèn hồng ngoại người ta thường hay dùng để sưởi ấm ở trong các cái nhà tắm vào mùa đông ấy, chắc em biết bức xạ rất mạnh. Hay là ở đây là cái tác dụng đến kính ảnh thì người ta sẽ ứng dụng để, để chụp ảnh ban đêm đúng không? Bởi vì các cái vật ở trong đêm tối ta không nhìn được bằng mắt thường nhưng mà nó phát xạ hồng ngoại rất mạnh thì dùng cái máy ảnh hồng ngoại ta chụp được vì nó tác dụng đến cái phim ảnh hồng ngoại. Bây giờ thì cái ứng dụng hồng ngoại này là cực kỳ nhiều trong cái chụp ảnh ban đêm, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự hay là biến điệu tín hiệu thì các em biết là cái điều khiển tv nó cũng dùng dùng tia hồng ngoại biến điệu hay là ở đây là các cái máy điện thoại hoặc các cái thiết bị truyền tiên qua cái cổng hồng ngoại này là đều dùng cái tia hồng ngoại để biến điệu biến điệu tức là gửi cái thông tin vào trong cái sóng mang đấy là cái tính chất của tia hồng ngoại tiếp theo về cái tia tử ngoại thì cái nguồn phát tia tử ngoại là cái nguồn nhiệt độ phải rất cao mới phát được ra tia tử ngoại là thường ở trên 2000 độ c đấy thì các em biết nếu mà cái các cái nguồn bình thường như là các cái ngọn lửa rơm hay là ngọn lửa đèn cồn thì không phát xạ tia tử ngoại được Đấy, nhưng mà các nguồn hồ quang thì nó phát rất mạnh bản chất của tia tử ngoại là bước sóng của nó phải ngắn hơn bước sóng của của tia tím và nó đến cỡ khoảng độ nanomet như vậy tần số của nó cỡ khoảng độ 10 mũ 15 hát đến 10 mũ 17 hz thì đây là tia tử ngoại có bước sóng rất ngắn tất nhiên ta không nhìn được đúng không và tính chất của tia tử ngoại thì nó có một số cái tính chất như này thứ nhất là nó kích thích phản ứng chiếu vào nó phản ứng Đấy. thứ hai là nó có tác dụng sinh học chẳng hạn như là nó có cái tính chất là diệt sát khuẩn hay là diệt các cái tế bào Đấy. thứ ba là có, nó có thể gây phát quang một số chất khi chiếu vào thì nó sẽ làm các cái chất nó sáng lên và nó bị thủy tinh và nước hấp thụ Đấy. truyền qua thủy tinh và qua nước nó bị hấp thụ hết đây ví dụ như là ở đây là mặt trời nhưng mà ảnh này được chụp ở cái vùng ở cái vùng tử ngoại thì các em thấy hình ảnh rất là khác biệt bởi vì cái vùng nhìn thấy mặt trời bức xạ rất mạnh nếu chúng ta chụp chúng ta không thấy được cái gì cả nhưng mà cái vùng tử ngoại thì khi chụp chúng ta sẽ thấy có những cái vết đen ở các chỗ này thì chứng tỏ những khu vực này nhiệt độ thấp hơn còn vùng nào sáng thì nhiệt độ cao hơn như vậy cái ảnh chụp ở vùng tử ngoại hoặc vùng rơn gen nó cho rất nhiều thông tin thú vị đấy thì cái này được sử dụng dựa trên cái tác dụng uh, lên kính ảnh đúng không của tia tử ngoại đấy. nhờ cái tác dụng này, này hay là cái kích thích phát quang thì tia tử ngoại được ứng dụng trong cái công nghệ chống làm tiền giả ấy, hoặc là một số cái giấy tờ quan trọng thì người ta phủ lên đây một số cái hóa chất rất quan trọng nhưng nếu mà nhìn bình thường không thấy nhưng mà khi chiếu cái tia tử ngoại nó sẽ sáng lên ở đây như là cái tờ này là tờ 20 mươi pound đúng không thì chúng ta nhìn thấy đây tờ tiền việt nam cũng thế thôi những cái người mà làm ngân hàng họ có một cái đèn tử ngoại bình thường thì không sao nhưng mà nếu mà người ta kiểm tra một cái lượng tiền xem có tiền giả người ta xòe cái tập tiền ra trước cái cái chùm tia tử ngoại người ta nhìn người ta thấy được đâu là tiền giả đâu là tiền thật Đấy. tiếp theo thầy nói về tia röntgen thì tia röntgen này có bức sóng còn ngắn hơn tia tử ngoại nữa tức là nó cỡ nanomet cho đến khoảng độ 10 mũ trừ 11 mét thì tia röntgen này cái nguồn phát của nó nó không phải là một cái nguồn có nhiệt độ cao cao đến bao nhiêu cũng thế không thể phát được tia röntgen được chưa mà tia rơn nó phát ra theo một cái cơ chế hoàn toàn khác đó là dùng một cái chùm electron có động năng lớn và đập vào một cái bản kim loại nặng có nhiệt độ nóng chảy cao như là wolfram chẳng hạn thì đây ví dụ như là ở đây là một chùm electron phát ra và nó đập vào một cái tấm kim loại ở đây có thể để một lớp tấm kim loại thì tia rơn phát ra nó sẽ đi xuyên qua cái ống thủy tinh và nó ra ngoài Đấy. thì bản chất của tia rơn nó là các sóng điện tử có bước sóng cỡ khoảng picomet cho đến cỡ nanomet tức là cỡ 10 mũ trừ 9 đến 10 mũ trừ 11 và tần số cỡ 10 mũ 17 Hz đến 10 mũ 19 Hz thì tia đơn gen này nó cũng có tính chất là kích thích phản ứng hóa học cái kích thích phản ứng này nó chính là tác dụng lên phi mảnh đấy vì phi ảnh nó có cái lớp hóa chất và khi ánh sáng chiếu vào nó có kích thích phản ứng hay là tác dụng sinh học tức là hủy diệt tế bào sử dụng để chữa ung thư nông đốt các cái đám tế bào ung thư hoặc là tính đâm xuyên của nó cực mạnh các em biết là cái tia đơn gen nó có thể xuyên qua cơ thể chúng ta rất là dễ dàng đúng không Tất nhiên nó gặp xương thì nó có thể bị cản lại một chút nhưng mà cái phần thịt thì nó xuyên qua rất dễ. Hay là nó có thể xuyên qua những khối gỗ lớn cho nên nó thường được dùng để làm rất là nhiều việc. Ví dụ như là ở đây người ta sử dụng cái tính chất đâm xuyên vào cái tính kích thích phản ứng này để người ta chụp x-quang. Cái này chắc là các em đều biết ở trong bệnh viện bao giờ cũng có cái phòng x-quang và khi mà cho chùm rengen nó chiếu qua cái bàn tay của chúng ta thì cái chỗ nào xương ấy, thì nó sẽ cản ánh sáng lại còn chùm cái chỗ nào mà không có xương thì tia rengen nó sẽ xuyên qua sau đấy phía dưới nó có một cái tấm phim ảnh và chỗ nào tia rengen mà chiếu mạnh thì cái phim ảnh nó bị phân tích thì nó có màu đen chỗ nào mà màu trắng tức là tia rengen nó bị cản lại à, như vậy thì cái hình ảnh phản quang cho ta thấy rất rõ cái cấu trúc xương của cái bàn tay ở đây đúng không và ứng dụng rất là nhiều ở trong y tế đấy.